Mà vô lý thật nhá, tự nhiên lại cháy nhà, mà cháy một lúc hai cái. Có khi nào là thật không nhỉ? Uyên bảo với tao thấy bóng đen ngoài cửa sổ. Bổ mẹ, hai chỗ đấy có ma thật. Ma với quỷ cái gì? Mày không biết mấy cái vụ đấy là lão Tài làm à? Nếu mà lão Tài thì còn bỏ mẹ hơn cả ma ấy. Có khi nào lão Tài đứng sau vụ này không nhỉ? Chẳng phải là lão ấy muốn lấy cái mảnh đất đấy để xây nhà máy? Tao còn khỉ gì để mà sĩ diện nữa? Tao sĩ diện với ai? Thì bố cứ coi như chưa từng có hai đứa con gái mất nết này đi. Vẫn còn sĩ diện được đấy. Mày nói hay nhỉ. Mày tưởng coi như không có mà dễ à? Mày tưởng tao sung sướng lắm khi bỏ chúng mày phải không? Làm bố mà không dạy được con ấy, thà làm thằng nát rượu cho nó xong. Thưa bác sĩ, cái này là như nào ạ? Nói thật chứ em nhìn vào em chẳng hiểu mô tê gì cả. Chúng tôi phát hiện một khối u đơn độc trong gan của bệnh nhân. Là sao ạ? Khối u bây giờ đã xuất hiện xâm lấn các mao mạch máu. Rất may là nó chưa lan ra các hạch mạch huyết lân cận và các vùng ngoài gan. Thế có nghĩa là bố em bị ung thư gan à? Quả này mà thành công, ba thằng mình sẽ trở thành những ngôi sao sáng nhất làng. Nếp sống của làng mình không như vậy, văn hóa thì văn hóa nó cũng phải phù hợp chứ. Điểm nhà cổ đấy à? Nhân chi sơ tính cả khịa. Đêm qua anh ở đâu, làm gì, với ai? Chắc anh chưa quên đúng không? Nếu thích thì thử làm một đôi xem sao. Mày định chạy lạ không phong với thằng này đâu nhá. Sau tất cả thì sĩ diện đối với bố là thứ quan trọng nhất.